Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Senga Zerling kể từ khi chồng qua đời, bà hụt hẫng vất vả, bắt đầu cuộc sống mới, nữ nghị sĩ phải tự thưởng mình sau biến cố này. Xuất hiện trong chương trình Dấu Chân Cuộc Tình, Senga Zerling có dịp chia sẻ về biến cố chồng qua đời. Giọng ca chuyến tàu hoàng hôn bộc bạch những ngày đầu khi được bạn đời rời khỏi tạm, bà phải sống một mình, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã gục ngã hoàn toàn trong thời khắc ấy, Senga Zerling lý giải. Tôi đứng lên không nổi bởi vì tình cảm và sự lo lắng của anh dành cho tôi tận 3-4 năm. Senga Zerling bộc bạch thêm từ lúc chồng qua đời, bà hụt hẫng vất vả để bắt đầu cuộc sống mới mà không cần đối phương bên cạnh. Trước đây anh lo cho tôi từ A đến Z. Chuyện gì anh cũng làm giúp tôi. Nếu thời gian cho phép trở lại, tôi xin được bắt đầu lại với anh bằng tất cả sự trân trọng, bà chia sẻ. Nữ khách mời như in lần đầu đi biểu diễn tại Mỹ, bà phải một mình xách vali trong sân bay. Khi đó Zerling trấn an bản thân rằng mình phải tự thương mình, từ máy bay tra đến những con dốc. Không biết mình phải kéo nổi đến không, anh nói thầm. Anh ơi giúp anh sức khỏe đi em. Em sợ em kéo không nổi thì tự nhiên có một cô gái bước đầu xuất hiện và ngỏ lời và giúp tôi. Tôi mừng quá trời, tôi thầm cảm ơn anh, đang ở đâu đó, luôn ở bên cạnh giúp mình, Senga Zerling xúc động kể lại. Ngoài Senga Zerling còn có sự xuất hiện của Senga Họa Mi. Cũng được chú ý, bà là một trong những học trò tài năng của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Chia sẻ về thầy của mình, nữ Senga cho hay, ông là người tình cảm, bên cạnh đó còn có đào hoa và điện trai. Thực ra một người nghệ sĩ lúc nào cũng cần có cảm xúc dạt dào thì mới có được những tác phẩm để đời. Hầu hết các sáng tác của mình, chú phần lớn đều từ những câu chuyện có thật và được chú gửi gắm tâm sự của mình trong đó, nữ khách mời nhận định. Hoa trên sân khấu, chân dung cuộc tình, Họa Mi thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của Hoàng Thị Thơ, Ai chẳng nhớ ai. Bà cho biết đây là tác phẩm của người nhạc sĩ, tài ba đặc biệt quý trọng. Ban đầu khi có cơ hội thể hiện, tôi cũng chẳng để ý tới câu chuyện đằng sau, nó quý như thế nào, nhưng bản thân đã đạt cảm xúc được từ những bài hát. Đến khi nghe được câu chuyện bài hát này thì tôi lại cảm thấy thầm thía hơn và có một cảm xúc lãnh mệt. Senga Họa Mi bày tỏ, bên cạnh đó nữ Senga cũng cho hay khi thể hiện ca khúc đặc biệt này, điều đầu tiên bà luôn nghĩ về người thầy, nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, chứ không phải nghĩ đến câu chuyện về cuộc đời của mình. Tôi nghĩ đến chú nhiều hơn là bản thân. Tôi cho rằng như thế đủ để hiểu trái tim của chú dành cho mình, cho âm nhạc của chú, nữ nghệ sĩ quả quyết. Ngoài Zerling, Họa Mi chân dung cuộc tình với chủ đề Kỷ vật tình yêu còn mang đến nhiều ca khúc nổi tiếng như Thuyền và Biển, Tình ca, Hỏi về người còn nhớ đến ta. Senga Zerling tên khai sinh Đỗ Thị Sinh, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1949 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đam mê ca hát từ nhỏ với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách trầm buồn, bà từng được báo chí trước những năm 1975 tặng cho biệt danh Nữ Hoàng Sầu Muộn. Là Senga nổi tiếng tại hải ngoại, từ năm 2001, bà thường xuyên về Việt Nam tham gia ca hát và làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Ít ai biết rằng danh xưng Nữ Hoàng Sầu Muộn đã gắn bó với Senga Zerling. Từ những ngày đầu đi hát cũng bởi ca khúc, qua tay bà cũng trở nên sầu muộn một cách khó hiểu. Ca sĩ Zerling được nhiều thế hệ khán giả yêu mến và thường được nhắc đến như là một trong số những ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng thế hệ trước năm 1975. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm và có được phần nức nở, thuần thức phù hợp với những ca khúc nhạc buồn sâu lắng, nên đã được nhiều người gọi đến là biệt danh Nữ Hoàng Sầu Muộn của dòng nhạc vàng. Khi được sinh ra, ca sĩ Zerling rất nhỏ bé và khó nuôi, nên một thời gian sau đó bà đi làm giấy tờ khai sinh, cha của cô đặt lên một tiền hơi xấu để có chút dễ nuôi theo quan niệm xưa. Tuy nhiên nhiều công chức đã làm giấy cho bé gái, để tên như vậy thì quá lạ, nên đổi thành Đỗ Thị Sinh. Bố mẹ Zerling quyết định giữ lại luôn cái tên này. Sau này khi có ý định đi hát, Zerling được một người bạn thân tên là Thuận ở Đà Lạt đặt cho nghệ danh Zerling với ý nghĩa là hai tâm hồn giao nhau. Cô cho biết nhạc bolero mang chất đời nhẹ nhàng còn lãng mạn, nhạc trữ tình tiêu chiến thì âm thầm trải nghiệm.
khiến cho người nghe nghiền ngẫm về cuộc đời qua những từ sâu sắc của nhạc sĩ Phạm Duy, Lam Phương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, vì yêu nhạc xưa và ngâm ca từ sâu sắc, thích hoài niệm nên tôi ý định muốn dòng nhạc tồn tại với thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.